Xin chào các bạn, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Và mọi người không nên bỏ qua những dự án, những kèo iDot mình đã chia sẻ trên nhóm Telegram. Trong video hôm nay, mình sẽ dẫn mọi người dự án đến từ Plan Exodus. Để tham gia dự án iDot này thì mọi người cần vào và link dưới phần mô tả cho mình, sau đó mời chatbot mà làm các nhiệm vụ cho mình nhé. Sau khi vào đây, mọi người sẽ bấm bắt đầu để chat với bot. Ở đây mình bấm con tin. Rồi, nhập mã captcha cho mình. Ok, tiếp theo mọi người sẽ join vào kênh group Telegram. Bấm tham gia kênh, đồng thời chat cho mình một từ. Ok, quay trở lại, join vào kênh Chen New. Bấm tham gia. Ok. Tiếp tục quay trở lại. Bây giờ mọi người follow kênh Twitter. Bấm theo dõi kênh Twitter cho mình. Sau đó kéo xuống dưới bài đăng. Tìm đến bài đăng của dự án. Mọi người like và retweet là bài đăng dự án. Đây, bài đăng của dự án này mọi người nhé. Like này và retweet. Ok. Với dự án này mọi người sẽ chia cho tôi tưởng là 30.000 token nhé mọi người nhé. Đấy, 30.000 token. Ok, quay trở lại Telegram. Bây giờ mọi người sẽ kéo xuống dưới, mọi người sẽ join vào tất cả các nhóm này, trong group này. Đã join trong group Việt Nam này. Bấm tham gia. Ok. Quay trở lại bấm đôn. Rồi, tiếp tục bấm đôn. Rồi, ở đây mọi người sẽ copy username tài khoản Twitter thì mọi người sẽ vào lại kênh Twitter mình. Sau đấy bấm vào avatar. Và phần avatar thì mọi người sẽ thấy chữ username đây, có chữ a còng đấy nhá. Mọi người có thể copy hoặc là viết cũng được nhá. Quay trở sang Telegram này, mọi người sẽ viết hoặc dán vào. Ok, bấm gửi. Rồi. Ở đây nó hỏi lại dần nữa là mọi người join vào kênh liên kết Telegram chưa? Mọi người join vào sau đây bấm đôn. Địa chỉ ví ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain. Ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask của mọi người nhé. Vào ví mọi người sẽ copy cho mình ETH này hoặc địa chỉ ví BSC, sau đó gửi địa chỉ ví vào đây. Ok rồi, và như vậy chúng ta đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ nhé. Mọi người sẽ nhận được cái link để mọi người sẽ chia sẻ bạn bè người thân. Với dự án này mọi người sẽ nhận được là 4 đô token peso. Ok, cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo. Và đừng quên cho mình chút like nữa, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.